bền vững như mấy cọng mì vậy. Nhìn nó ra như một cọng 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 chung chung chung. Nè, nó sắp lại nè. Đó, mấy cái kia nó nằm dài vậy. Nó còn cút ở trên kia cũng khó luôn đó nha bà con. Còn lá dĩa không. Nên ta kêu đây là gành lá dĩa. Ở đây là ngay cái gành. Dưới này nữa nè. Ở bên kia cũng có một đống rồi. Nguyên cái khu này là người sông. Nó bị chôn. Bị chôn dưới đất nè. Để tự nhiên chứ cũng không ai làm đâu. Không, nguyên cộng con con cộng. Nguyên sợ bị ống vậy. Nhóc nó lên thuốc trên đó kìa. Nhóc này nó còn người địa phương.
Bữa nay khách đi, bữa nay thứ mấy mà khách vô gần dĩa quá trời đông. Đa số là khách ở Hà Nội, ở Hải Bắc vô. Đa số là người Việt. Là hết anh. Này họ đi đoàn, đi nguyên đoàn người Bắc, hàng số người Bắc. Anh đã ra rồi anh Hướng. Nó làm cầu thang luôn, cầu thang đá luôn, nên cái thang này là thang đá. Người ta chỉ làm cái tường ở ngoài thôi, dày khoảng cũng cỡ cả mét, rồi sau đó là mới đắp ra mới để vô phía trong, là làm như cái tường mình bây giờ mình xây tường xi măng là tống. Còn cái này hồi xưa người ta ấy đá, người ta chắc đá, người ta kia là bất lợi. Rồi có cái đầm nước ở đây mình